Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba, ngày 18 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Tiếp tục kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15, ngày hôm nay Quốc hội thảo luận về dự án luật công đoàn sửa đổi. Chuyển đổi số trong logistics còn đem đến lợi ích về phát triển bền vững, bảo vệ môi trường. Tăng cường phòng cháy chữa cháy tại nhà dân kết hợp sản xuất kinh doanh trong dịp nắng nóng. Thưa quý vị, tiếp tục kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15. Sáng nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật công đoàn sửa đổi. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành phiên họp. Tham gia ý kiến tại phiên họp, các đại biểu Quốc hội đều thống nhất cho rằng sau hơn 10 năm thi hành, luật công đoàn đã bộc lộ hạn chế, bất cập, một số quy định của luật đã không còn phù hợp với tình hình thực tiễn. Vì vậy, cần phải xây dựng dự án luật công đoàn sửa đổi, cho ý kiến về quy định hoạt động thanh tra, kiểm tra và giám sát phản biện xã hội của Công đoàn Việt Nam. Một số đại biểu cho rằng khi đại diện công đoàn tham gia thanh tra, kiểm tra sẽ thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật về thanh tra, trong đó có cả nhiệm vụ kiểm tra. Vì vậy, đề nghị bổ sung quyền và trách nhiệm về giám sát của công đoàn sau thanh tra kiểm tra. Đồng thời, một số đại biểu đề nghị tăng quyền giám sát của công đoàn cấp trên đối với công đoàn cơ sở nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động khi xảy ra tranh chấp giữa doanh nghiệp và người lao động, làm rõ quy định chức năng phản biện xã hội của tổ chức công đoàn, đề nghị cơ quan soạn thảo cần thể hiện đúng tinh thần Hiến pháp 2013, bám sát nội dung nghị quyết số 02 về việc nghiên cứu điều chỉnh nhiệm vụ của các cấp công đoàn theo hướng tập trung vào các nhiệm vụ cốt lõi phù hợp với đặc thù từng cấp và sự phát triển của thị trường lao động, để giải trình, làm rõ và chỉnh lý các quy định về giám sát, thanh tra, kiểm tra và phản biện xã hội theo hướng rõ ràng, mạch lạc, có phạm vi phù hợp và có tính khả thi. Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường, nghe các tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược và dự án luật di sản văn hóa sửa đổi. Thảo luận ở tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược và dự án luật di sản văn hóa sửa đổi, đại biểu Lã Thanh Tân và Nguyễn Chu Hồi thuộc đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng có ý kiến. Điều 42 thì quy định cái sử dụng cái thuật ngữ là chuyển nhượng để chỉ tất cả các hình thức chuyển giao quyền sở hữu. Theo tôi là chưa phù hợp, vì theo quy định của Bộ luật dân sự thì đây là một trong các hình thức chuyển giao quyền sở hữu chứ không phải là chuyển nhượng quyền sở hữu. Vì vậy là đề nghị là thay thế cái cụm từ chuyển nhượng bằng cái cụm từ chuyển giao quyền sở hữu, và đồng thời là cũng ra soát để chỉnh lý các cái điều khác mà có cái dẫn chiếu tới điều 42 của dự thảo luật. Chuỗi nhà thuốc là hệ thống các nhà thuốc hoạt động kinh doanh dược theo hệ thống chất lượng thống nhất do doanh nghiệp tổ chức chuỗi nhà thuốc đặt ra. Thì tôi nghĩ cái này nó mang tính chất định nghĩa, khái niệm, định nghĩa về chuỗi nhà thuốc là gì. Cho nên là về mặt văn bản ấy, thì nên đưa nó về cái phần thuật ngữ ở đầu. Cái thứ hai là từ cái định nghĩa này thì tôi mới thấy chúng ta mới thấy cái chữ chuỗi nhà thuốc là nên chữa cái chữ kinh doanh chuỗi đi. Hóa ra là chuỗi kinh doanh thì đúng hơn, chuỗi kinh doanh thì được hiểu là chuỗi nhà thuốc. Một cái từ chuỗi này thì là văn nói, cái này để phân biệt nó khác với cái chuỗi giá trị trong kinh tế. Ngày mai, Quốc hội sẽ nghe các tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự án luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, dự án luật phòng không nhân dân, thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 cùng một số nội dung theo kế hoạch. Chiều nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương nhằm rà soát, tiếp thu, lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo nghị định, quy định chi tiết về đất trồng lúa. Tham dự tại điểm cầu Trung ương có Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan và đại diện lãnh đạo các bộ ngành. Dự tại điểm cầu thành phố Hải Phòng có đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, cùng đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan. Tại hội nghị, các ý kiến thảo luận xung quanh quy định về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa, hồ sơ trình tự thực hiện chuyển đổi, điều kiện xây dựng công trình, phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa,
diện tích đất xây dựng công trình và công tác thanh tra kiểm tra, việc xây dựng, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho đất trồng lúa. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa có ý nghĩa và tầm quan trọng với sản xuất nông nghiệp. Đối với nội dung liên quan đến công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp, kỹ thuật hạ tầng mặt ruộng khi chuyển đổi đất lúa, tạo giống cây trồng thích ứng trong điều kiện biến đổi khí hậu, cần nghiên cứu xem xét và có quy định cụ thể hơn. Cơ quan chủ trì, soạn thảo nghị định, tiếp thu các ý kiến góp ý, khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ban hành. Nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2024, hôm nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hoàng Minh Cường cùng đoàn đại biểu tới thăm chúc mừng các cơ quan báo chí trung ương tại Hà Nội. Tiếp đoàn có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và lãnh đạo các cơ quan báo chí trung ương. Trong không khí phấn khởi và sôi nổi của những người làm báo cách mạng cả nước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hoàng Minh Cường tới thăm chúc mừng các cơ quan báo chí trung ương gồm Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Báo chí, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam. Tại những nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chuyển tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo chí trung ương lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Đồng chí trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ, phối hợp của Hội Nhà báo Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tấn báo chí luôn đồng hành với sự phát triển của thành phố Hải Phòng. Sự đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành cùng những kết quả nổi bật của Hải Phòng được các cơ quan báo chí trung ương thông tin kịp thời, góp phần tuyên truyền, giới thiệu và quảng bá về hình ảnh của thành phố Hải Phòng, điểm sáng trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội của cả nước tới đông đảo người dân trong nước và du khách quốc tế. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chúc cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng dư luận, giám sát và phản biện xã hội, đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và tuyên truyền về thành phố Hải Phòng với nhiều bứt phá mạnh mẽ, chủ động hội nhập và phát triển, góp phần phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố với người dân cả nước trong công tác tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Với gần 440 hội viên, những năm qua, Hội Nhà báo Hải Phòng không ngừng đổi mới và phát triển, tạo điều kiện cho đội ngũ các nhà báo trên địa bàn thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Nhiều hoạt động do hội tổ chức thu hút đông đảo hội viên, nhà báo của các cơ quan báo chí thành phố và trung ương đồng hành tham gia qua các cuộc tọa đàm, trưng bày báo xuân, triển lãm ảnh báo chí, trại sáng tác. Nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 22 hội viên thuộc Hội Nhà báo Hải Phòng được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam. Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố vừa khảo sát tại cơ sở cai nghiện ma túy số 2, huyện Tiên Lãng và cơ sở cai nghiện ma túy Gia Minh, huyện Thủy Nguyên về việc thực hiện chính sách với các đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ cai nghiện ma túy. Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 huyện Tiên Lãng và cơ sở cai nghiện ma túy Gia Minh, huyện Thủy Nguyên hiện có tổng số trên 1.100 học viên và hơn 300 viên chức người lao động. Tại buổi khảo sát, các đại biểu đề xuất kiến nghị Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét điều chỉnh nghị quyết số 21/2019, Hội đồng Nhân dân thành phố hỗ trợ kinh phí hai chế độ cho đối tượng cai nghiện ma túy tự nguyện về tiền điện nước sinh hoạt và tiền hỗ trợ hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao. Quyết định số 202 của Ủy ban Nhân dân thành phố khi hết hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2022, lao động hợp đồng không còn được hưởng chế độ phụ cấp, cùng nhiều đề xuất kiến nghị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của các cơ sở, ý kiến phát biểu của sở ngành liên quan, đoàn giám sát đánh giá các cơ sở cai nghiện ma túy đang thực hiện tốt công tác quản lý điều trị cai nghiện, chữa bệnh, dạy nghề cho các học viên. Đồng thời, đoàn giám sát tiếp thu, nghiên cứu, trình Hội đồng Nhân dân thành phố trong thời gian tới các kiến nghị liên quan đến các đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ cho công tác cai nghiện ma túy. Chuẩn bị nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, chiều nay, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố làm việc và giám sát chuyên đề việc tổ chức triển khai thực hiện một số nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố tại Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố. 6 tháng đầu năm nay, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố khởi tố 1.479 vụ án hình sự,
thụ lý kiểm sát gần 3.400 vụ việc dân sự, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, tăng từ 43 vụ đến hơn 700 vụ việc so với cùng kỳ. Về kết quả triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà làm việc, hội trường đa chức năng và các công trình phụ trợ, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đã có tờ trình Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với dự án. Theo kế hoạch, dự án sẽ được xây dựng trên diện tích 471m2 nằm trong khuôn viên Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố, có quy mô 5 tầng với tổng mức đầu tư khoảng 40 tỷ đồng. Đối với việc thực hiện nghị quyết số 55 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân thành phố về hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp giai đoạn 2022-2026, trong 2 năm 2022 và 2023, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đã được hỗ trợ gần 2 tỷ đồng để mua sắm trang thiết bị làm việc, sửa chữa cơ sở vật chất, bảo đảm đúng chế độ, tiêu chuẩn và quy định của pháp luật. Kết thúc buổi làm việc, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố đánh giá cao kết quả công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố 6 tháng đầu năm. Đối với các ý kiến kiến nghị, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tổng hợp báo cáo thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố và các cơ quan liên quan xem xét giải quyết tháo gỡ. Sáng nay tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố tổ chức hội nghị tập huấn cập nhật kiến thức mới cho cán bộ chủ chốt về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Tại hội nghị, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Phòng, giảng viên cao cấp, nguyên viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã phân tích làm rõ các quan điểm sai trái, xuyên tạc, thù địch của một số tổ chức cá nhân, nhấn mạnh các quan điểm của Đảng, Nhà nước trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, nhất là trên không gian mạng. Thông qua tập huấn nhằm trang bị thêm những kiến thức mới để đội ngũ cán bộ chủ chốt của khối các cơ quan thành phố chủ động, tích cực, trách nhiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, tham mưu chúng đúng cho cơ quan, đơn vị, góp phần tạo chuyển biến trong phát triển kinh tế, quốc phòng an ninh, bảo đảm an sinh xã hội thành phố. Trong phần tiếp theo của chương trình, tăng cường phòng cháy chữa cháy tại nhà dân kết hợp sản xuất kinh doanh trong dịp nắng nóng. Chợ quê Thời Mạc lần thứ 2 năm 2024 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 7 tới đây, tại khuôn viên di tích lịch sử văn hóa quốc gia từ đường Họ Mạc, thôn Đại Thắng, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy với nhiều gian hàng đặc sắc. Logistics được coi là xương sống của chuỗi cung ứng, do đó yêu cầu về chuyển đổi số trong ngành Logistics cũng không nằm ngoài xu thế chung của toàn bộ nền kinh tế. Tại Việt Nam, vai trò chuyển đổi số trong hoạt động Logistics ngày càng được quan tâm. Chuyển đổi số trong Logistics là việc sử dụng công nghệ số để thay đổi các quy trình, mô hình và hoạt động Logistics nhằm nâng cao hiệu quả, tính linh hoạt và khả năng ứng phó của chuỗi cung ứng. Theo hoạch định tại chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Logistics là một trong 8 ngành cần được ưu tiên chuyển đổi số trước. Chuyển đổi số nó là một quá trình, và cái quá trình này thì nó cũng đòi hỏi rất là nhiều những cái yếu tố liên quan, chẳng hạn như là vấn đề về nhận thức thì chúng ta cũng có thể cũng có, hay về năng lực thì cũng rất là quan trọng, và chúng ta cần phải cải thiện năng lực của những đội ngũ nhân viên của các doanh nghiệp thì mới có thể đáp ứng được của cái yêu cầu quá trình chuyển đổi số, hay là những yêu cầu về vốn chẳng hạn, thì những cái đấy chắc chắn rằng một doanh nghiệp đơn lẻ không thể làm được, mà chúng ta phải có một cái tầm nhìn ở quốc gia để tích hợp trong cái chiến lược của Logistics. Ở góc độ vĩ mô, chuyển đổi số trong Logistics có thể mang lại nhiều ích lợi cho nền kinh tế Việt Nam, góp phần tối ưu hiệu quả của các hoạt động Logistics, giảm chi phí, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như vai trò của các sản phẩm, dịch vụ của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Với từng doanh nghiệp, chuyển đổi số trong Logistics giúp doanh nghiệp cải thiện trải nghiệm cho khách hàng, minh bạch thông tin, truy vết và kiểm soát chứng từ, đồng thời tối ưu hiệu suất, hướng đến tăng hiệu quả kinh doanh, giúp tăng cường liên kết, tối ưu hiệu suất làm việc. Ngoài ra, chuyển đổi số trong Logistics còn đem đến lợi ích về phát triển bền vững, bảo vệ môi trường. Lợi ích này không chỉ mang lại giá trị cho từng doanh nghiệp dưới góc độ kinh tế và chất lượng dịch vụ, mà còn tác động chung đến toàn ngành Logistics cũng như nền kinh tế.
Là một trong những địa phương phát triển năng động với các hoạt động xuất nhập khẩu nhộn nhịp, 6 tháng đầu năm nay, khu vực cảng biển Hải Phòng ghi nhận hơn 8.200 lượt tàu Việt Nam và nước ngoài vào và rời cảng. Tình hình hoạt động hàng hải trong khu vực cảng biển Hải Phòng tiếp tục được duy trì. Trật tự an toàn giao thông hàng hải tại khu vực cơ bản ổn định. 6 tháng đầu năm nay, khu vực cảng biển Hải Phòng đón khoảng 53 triệu tấn hàng hóa thông qua, trong đó hàng hóa thông qua cảng bằng tàu biển ước gần 45 triệu tấn, hàng hóa thông qua cảng bằng phương tiện thủy nội địa ước hơn 8 triệu tấn. Trong bối cảnh tình hình tiêu thụ toàn cầu vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là giá cước vận tải biển tăng cao, thì các kết quả trên được cho là tín hiệu tích cực. Khu vực cảng biển Hải Phòng, thì tình hình hàng hóa thông qua cảng biển, tàu thuyền thì trong 6 tháng đầu năm thì có sự tăng trưởng, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực Hải Phòng thì nó cũng là cái cửa ngõ để xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam. Cảng Hải Phòng ở khu vực phía Bắc là cái cảng container lớn nhất, 70% lượng hàng hóa thông qua, thì đấy là cái nguyên nhân khi mà kinh tế tăng thì sẽ góp phần vào cái tăng cái sản lượng hàng hóa thông qua. Công tác phối hợp giữa Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển và các cơ quan đơn vị liên quan luôn được duy trì. Đồng thời, công tác cải cách thủ tục hành chính cũng được quan tâm thực hiện, góp phần tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển hàng hải trong khu vực. Tiếp tục cái đà tăng trưởng của kinh tế với những cái tăng cường cái hoạt động xuất nhập khẩu, tình hình kinh tế nói chung, cả những cái cảng phía Nam và phía Bắc thì dự kiến đến cuối năm thì vẫn tăng trưởng như 6 tháng đầu năm, và dự kiến trong năm 2024 với cái kế hoạch đề ra là đạt khoảng 100 triệu tấn. Hiện hoạt động hàng hải tại khu vực đang diễn ra với mật độ cao như thi công xây dựng, nâng cấp cầu bến cảng, nạo vét duy tu luồng. Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý có liên quan, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm duy trì trật tự kỷ cương, đảm bảo an toàn an ninh hàng hải. Dự báo 6 tháng cuối năm, tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam có tiến triển, đồng thời cơ sở hạ tầng của cảng biển Hải Phòng tiếp tục được quan tâm, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh nhằm tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh tại cảng, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải. Cùng với hoạt động kinh doanh, thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh Bắc Hải Phòng còn tích cực chung tay cùng chính quyền các địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội bằng nhiều việc làm thiết thực. Sau hơn một tháng thi công, ngôi nhà nhỏ của bà Tăng Thị Hậu ở số 4C7 trên 16B Bạch Đằng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, hộ có hoàn cảnh khó khăn đã được khánh thành trong niềm vui của gia đình. Những năm trước, bà Hậu cùng người con trai bị tai biến không có khả năng lao động và cháu nội phải sống trong gian nhà hơn 10m2 bị xuống cấp. Đồng lương hưu 3 triệu đồng mỗi tháng của bà chỉ đủ chi trả cho những bữa cơm đạm bạc hàng ngày. Được sự tài trợ 80 triệu đồng của Agribank Bắc Hải Phòng, bà Hậu đã có cơ hội xây dựng ngôi nhà mới. Rất là may mắn được giúp đỡ của ngân hàng đã xây cho mẹ con tôi cái nhà để ở che nắng che mưa. Rất là cọ cảm mà đời tôi không thể xây nổi cho cái nhà, tuy là nó bé thật. Đó chỉ là một trong số rất nhiều hoạt động an sinh xã hội được Agribank chi nhánh Bắc Hải Phòng thực hiện trong thời gian qua. Phối hợp cùng với chính quyền địa phương các cấp thì Agribank chi nhánh Hải Phòng đã luôn dành một cái nguồn kinh phí để thực hiện các cái chương trình an sinh xã hội như chương trình Tết cho người nghèo, chương trình xây nhà tình nghĩa, có cái gói học bổng cho học sinh nghèo vượt khó và nhiều các cái chương trình an sinh xã hội khác. Năm 2023 thì chi nhánh đấy dành gần 1 tỷ đồng cho cái công tác an sinh xã hội. Cùng với hội sở, các chi nhánh trực thuộc Agribank Bắc Hải Phòng trên địa bàn các huyện Thủy Nguyên, Cát Hải, An Dương cũng đều tổ chức các hoạt động an sinh ý nghĩa. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, Agribank Bắc Hải Phòng đã dành hơn 600 triệu đồng cho các hoạt động an sinh xã hội. Tiếp theo sẽ là một số tin vắn đáng chú ý. Bộ Y tế vừa ban hành danh mục 11 bệnh truyền nhiễm bắt buộc phải tiêm vaccine, gồm bệnh viêm gan virus B, bệnh lao, bệnh bạch hầu, bệnh ho gà, bệnh uốn ván, bệnh bại liệt, bệnh do Haemophilus influenzae type B, bệnh sởi, bệnh viêm não Nhật Bản B, bệnh rubella, bệnh tiêu chảy do virus rota.
Bộ Y tế lưu ý khoảng cách giữa các lần tiêm chủng mỗi một tháng được tính ít nhất là 28 ngày, liều cơ bản là các liều tiêm trước khi đủ một tuổi. Danh mục bệnh truyền nhiễm và vaccine sinh phẩm y tế phải sử dụng bắt buộc gồm bệnh bạch hầu, bệnh bại liệt, bệnh ho gà, bệnh rubella, bệnh sởi, bệnh tả, bệnh viêm não Nhật Bản B, bệnh dại, bệnh cúm, bệnh COVID-19. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 64 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm nay. Cụ thể, đối với số thuế giá trị gia tăng VAT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế từ tháng 5 đến tháng 9 và kỳ tính thuế quý 2, quý 3 năm nay của các doanh nghiệp tổ chức thuộc đối tượng theo quy định. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 2, kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024. Đối với tiền thuê đất, Chính phủ quyết định gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2024 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được gia hạn đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 17 tháng 6 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân quận Lê Chân tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng thủ dân sự và phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu chung cư Vĩnh Niệm, phường Vĩnh Niệm. Thông qua cuộc diễn tập nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực tổ chức, chỉ huy, điều hành, khả năng thực hiện nhiệm vụ của các cấp, ngành, các lực lượng khi có tình huống xảy ra, đồng thời kiểm tra thực tế khả năng huy động lực lượng, phương tiện, công tác tổ chức, chuẩn bị, thực hành của các đơn vị. Thống nhất phương châm, phương pháp xử lý khi xảy ra tình huống, chủ động phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai đạt kết quả cao nhất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự hàng năm. Thời gian qua, trên địa bàn cả nước liên tiếp xảy ra các vụ cháy nhà dân kết hợp kinh doanh, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Gần đây nhất, hôm kia đã cháy nhà 6 tầng tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, làm 4 người thiệt mạng. Trước yêu cầu cần có những giải pháp quyết liệt, mau lẹ và đồng bộ, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện chỉ đạo các bộ ngành địa phương tập trung khắc phục hậu quả và triển khai các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng cháy nổ. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, ngay trong ngày hôm nay, Công an các địa phương đã nhanh chóng triển khai công điện của Thủ tướng Chính phủ, ghi nhận của phóng viên thời sự. Thưa quý vị, chỉ tính riêng trên địa bàn phường Phan Bộ Châu đã có 392 nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh và trong đó thì có rất nhiều lĩnh vực hàng hóa dễ gây cháy nổ. Nơi tôi đang đứng đây là một cửa hàng bán hàng mã. Công tác phòng cháy chữa cháy đã được các hộ kinh doanh thực hiện đầy đủ các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Cụ thể là đối với hộ gia đình này thì luôn sẵn sàng 5 bình bột phòng cháy chữa cháy. Đường điện được đi trong hệ thống nẹp điện gọn gàng, đảm bảo an toàn tránh chập cháy. Và hộ gia đình cũng đã mở lối thoát hiểm thứ 2 trên tầng 2. Phường Minh Khai cũng là một trong số những địa phương tập trung rất nhiều nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh nên công tác tuyên truyền kết hợp kiểm tra đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đang được địa phương tích cực triển khai. Các hộ kinh doanh kết hợp nhà ở thì đã đáp ứng được quy định về phòng cháy chữa cháy nhưng chúng tôi vẫn yêu cầu và tiếp tục những người dân và tiếp tục là phải nêu cao tinh thần đảm bảo hơn nữa về công tác và phòng bị về phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là với những cái hộ kinh doanh về bán hàng quần áo, những cái chất dễ cháy thì chúng tôi yêu cầu là bày quần áo phải tránh xa những cái nguồn điện, không được đắp hương mà khi không có người ở đây trong cửa hàng. Thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ sau các vụ cháy vừa qua, Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị tập trung rà soát, kiểm tra, đánh giá thực trạng cũng như năng lực phòng cháy chữa cháy tại những nơi có nguy cơ cháy nổ, nhất là khu vực nhà dân có kết hợp sản xuất kinh doanh. Nay chúng tôi đã chỉ đạo công an 9 phường tiến hành kiểm tra và đôn đốc hướng dẫn tổ chức các cái hội nghị phổ biến những thay đổi của nghị 136. Cái thứ hai nữa là hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn và cái một điều đặc biệt quan trọng là tại hội nghị này, chủ tịch ủy ban dân các phường và trưởng công an các phường chủ trì sẽ tiến hành ký cho tổ chức ký cam kết việc chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà trọ. Hiện đang là cao điểm của mùa nắng nóng, công tác phòng cháy chữa cháy càng đặt ra những yêu cầu cấp thiết, trước hết là nâng cao nhận thức cũng như kỹ năng phòng chống cháy nổ tại các gia đình, khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh. Liên tiếp các vụ tai nạn đuối nước xảy ra gần đây. Đáng chú ý, chỉ trong vòng hơn một tháng qua, địa bàn huyện An Dương đã xảy ra 3 vụ tai nạn đuối nước thương tâm. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là do trẻ không biết bơi, thiếu các kỹ năng xử lý tình huống khi bơi. Trong khi điều kiện kinh phí để xây các bể bơi cố định còn hạn chế, thì mô hình bể bơi di động được đánh giá là hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu về dạy bơi trong các nhà trường.
Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Tiên Lãng. Mặc dù thời tiết đêm qua có mưa, nhưng 6 giờ sáng nay, tại khu vực bể bơi đặt tại trường trung học cơ sở Kiến Thiết, có rất đông các em nhỏ tập trung, hào hứng, sẵn sàng để xuống bể học bơi. Khi xuống ao, con rất sợ vì không biết bơi. Bây giờ con biết bơi rồi, con cảm thấy không sợ nữa. Thời gian học bơi của em rơi vào khoảng là 2-3 tháng hè. Là em đã có thể bơi được cơ bản như là bơi ếch và bắt đầu vào các kỹ năng khác như là bơi trườn sấp và bơi ngửa. Bể bơi di động này đã được lắp đặt 2 năm nay vào mỗi dịp hè. Mỗi ngày có 4 ca học bơi chia đều cho 2 buổi sáng, chiều. Phần đông là các em học sinh của nhà trường. Ngoài ra cũng có cả các em nhỏ ở các xã lân cận cũng tham gia lớp học bơi. Thời gian qua đã có rất nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm xảy ra. Do đó, việc dạy bơi cho trẻ em là một trong những biện pháp hiệu quả, góp phần phòng chống đuối nước. Khuyên các bậc phụ huynh, đặc biệt là các phụ huynh nông thôn, thì nên cho trẻ học bơi sớm. Thì khi trẻ có kỹ năng bơi thì trẻ sẽ tự tin khi tiếp xúc với môi trường nước. Trong những năm gần đây, con số thống kê trên địa bàn Đà Nẵng là chưa có vụ đuối nước nào xảy ra do các trẻ đã được trang bị kỹ năng bơi rất là sớm. Hiện trên địa bàn huyện Tiên Lãng, ngoài khu trung tâm huyện, còn có 4 địa điểm dạy bơi là các bể bơi di động được lắp đặt tại trường học các xã Vinh Quang, Hùng Thắng, Khởi Nghĩa và Kiến Thiết. Việc trang bị kỹ năng bơi cho trẻ em có ý nghĩa thiết thực, không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe cho trẻ em mà còn giảm thiểu tai nạn đuối nước có nguy cơ tăng cao vào mỗi dịp hè. Đoàn ca múa Hải Phòng vừa tiến hành hợp luyện vở nhạc kịch Bỉ Vỏ trên sân khấu của nhà hát thành phố. Đây là tác phẩm thuộc đề án sân khấu truyền hình Hải Phòng số tháng 6 năm 2024. Vở nhạc kịch Bỉ Vỏ được chuyển thể từ tác phẩm văn học cùng tên của nhà văn Nguyên Hồng, phản ánh một xã hội bất công, đen tối đầy khổ cực của người nghèo, đặc biệt là phụ nữ, ở giai đoạn trước cách mạng tháng 8, thể hiện khát khao cuộc sống lương thiện của con người trước những thử thách và cám dỗ, đồng thời gửi gắm thông điệp về tình yêu thương và trách nhiệm của gia đình, về sự hy sinh và chung thủy của người phụ nữ. Tác phẩm được dàn dựng trên sân khấu nhạc kịch, mang hơi thở cuộc sống hiện đại, hướng tới những giá trị tích cực, phù hợp với xã hội văn minh hiện đại ngày nay. Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng chỉ đạo nội dung, Đoàn ca múa Hải Phòng tổ chức thực hiện, cùng sự tham gia của tập thể ca sĩ, nghệ sĩ của Đoàn ca múa Hải Phòng và một số đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp thành phố. Chương trình được công diễn tại nhà hát thành phố và truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng, nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng vào lúc 20:30 ngày 28 tháng 6 tới. Sáng nay tại từ đường họ Mạc ở xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, Hội đồng Mạc tộc Hải Phòng, Ban quản lý di tích cùng các đơn vị liên quan tổ chức họp bàn chuẩn bị các điều kiện tổ chức sự kiện chợ quê thời Mạc sẽ diễn ra vào cuối tháng 7 tới đây. Tại buổi làm việc, đại diện Hội đồng Mạc tộc, Ban quản lý di tích cùng đại diện chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đã đưa ra các phương án cần thiết để đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ cho sự kiện. Bên cạnh đó, công tác y tế, sơ cấp cứu tại chỗ cùng việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phương án phân luồng giao thông và hoạt động trông coi xe cũng được ban tổ chức thống nhất các phương án và giải pháp cụ thể. Các điều kiện cung cấp điện, nước đảm bảo cũng sẽ được ban tổ chức quan tâm và có phương án dự phòng trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Chúng tôi dự báo là với cái nhu cầu của người dân và công tác tuyên truyền của chúng ta làm rất là tốt, cho nên dự kiến là chợ năm nay thì rất đông, sẽ có rất nhiều du khách thập phương, nhân dân và con cháu sẽ về trải nghiệm tại chợ. Chính vì vậy, tất cả các cái công tác chuẩn bị đặt ra cần phải chỉ đạo rất chủ động, rất sâu sát, rất kỹ lưỡng và rất toàn diện thì mới đáp ứng yêu cầu. Chính vì vậy mà chúng tôi đã tổ chức những cái cuộc họp chuyên đề bàn về những cái giải pháp rất là cụ thể. Chợ quê thời Mạc lần thứ 2 năm 2024 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 7, tức ngày 14 đến ngày 16 tháng 6 năm Giáp Thìn, tại khuôn viên di tích lịch sử văn hóa quốc gia từ đường họ Mạc, thôn Đại Thắng, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, gồm 40 gian hàng với đa dạng các ngành hàng, nông lâm thủy hải sản, đồ gia dụng, tiêu dùng, các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Những thông tin về dự báo thời tiết sẽ khép lại chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dự báo thời tiết thành phố Hải Phòng đêm nay và ngày mai, khu vực trung tâm thành phố mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ, độ ẩm từ 75 đến 80%.
phía Bắc thành phố mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm từ 75 đến 80%. Phía Nam thành phố mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ, độ ẩm từ 75 đến 80%. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 34 độ, độ ẩm từ 75 đến 80%. Huyện đảo Bạch Long Vĩ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 30 đến 34 độ, độ ẩm từ 80 đến 85%. Khu vực Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, cấp 5.